Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, trận chấn động mang tính hung bạo làm cho Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ. Vào chiều qua, một tai nạn xảy ra trên đoàn tàu cao tốc đông đúc trong thời tiết mưa bão khiến cho khoảng 450 người thiệt mạng. Cây cầu ở Thanh Hải, Trung Quốc bị sập cả hai chiều, chịu tác động mạnh từ trận động đất kèm theo mưa mới đây. Cụ thể là vào ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mai Đô, khu tự trị Golok, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc, khiến cho hai cây cầu cao tốc hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc bị sập. Hai cây cầu bị sập cách nhau 3 km. Gồm cầu Shaoyan với tổng chiều dài 507m và cầu Shaoyan danh số với hai tổng chiều dài 1.007m. Sau cầu Shaoyan cách tâm chấn động đất chỉ có 7 km nên thiệt hại rất nghiêm trọng. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, cầu Shaoyan bị sập cả hai chiều từng đoạn, mặt cầu sập gãy như loạt domino bị đổ và các trụ cầu cũng bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Hàng trăm xe cộ bị hư hại với tổng số người thiệt mạng là hơn 450 người. Lý giải về điều này, ông Trần Kim Lũ, kỹ sư cao cấp của công ty tư nhân hữu hạn Thanh tra Giao thông Thanh Hải cho biết, do cường độ trận động đất xảy ra tương đối lớn 7,5 độ Richter, sóng địa chấn của trận động đất có một lực hướng về huy đông và một lực hướng từ nam sang bắc. Chính là hướng nam bắc này đã gây ra hiện tượng sập cầu về một hướng và một vấn đề mặt đường bị phồng cũng là do tác động theo hướng nam bắc này. Theo kỹ sư này, do mặt cầu cách mặt đất không cao nên gầm cầu ít bị hư hỏng, không bị nứt khi rơi xuống, liên kết toàn thể thân cầu đã bị ảnh hưởng. Trong bước tiếp theo, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện kết cấu phụ, gầm cầu và quyết định phương án tái thiết lại. Cầu Shaoyan thuộc tuyến cao tốc A10 và thành phố cảng miền Bắc Trung Quốc cũng đổ sập vào khoảng 16:30 chiều qua. Thật không may lúc đó cũng có khoảng hơn 450 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Trung Quốc đã cho biết các phương tiện mắc kẹt trong đống đổ nát và các tòa nhà gần hiện trường đều bị hư hại. Đoạn bị sập dài khoảng 20 km trên cây cầu rơi xuống dòng sông, đường ray và các tòa nhà phía dưới. Sự cố xảy ra khi trời đang mưa xối xả do ảnh hưởng của bão. Cầu Shaoyan được xây dựng từ những năm 1980 và trùng tu vào năm 2006 thuộc tuyến cao tốc nối với Hồng Kông và các khu nghỉ mát. Lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại thời điểm này khá đông do người dân đang trong cuộc di dân trong trận mưa lũ. Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy hàng trăm phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra và mô tả đây là một cảnh tượng như ngày tận thế. Bộ Giao thông Trung Quốc viết trên Weibo rằng ông đang theo dõi sự việc với nỗi sợ to lớn, mà dường như đây là một thảm kịch khủng khiếp. Vào rạng sáng nay, lũ lụt và lở đất cũng đã xảy ra ở Hồ Bắc và Hồ Nam. Kính thưa quý vị khán giả, đêm qua, đập Hàng Châu hạ lưu sông Trường Giang vỡ giữa đại dịch, hàng triệu người chạy lũ di tản sang biên giới của Việt Nam ta. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh, nặng nề nhất vẫn là Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy. Các tỉnh nằm trong vùng dồn lũ đập Tam Hiệp, nhưng các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nhẹ tính nghiêm trọng của thảm họa thiên tai và chỉ tập trung vào tình trạng xung đột ở Ukraine và Nga. Theo một đoạn video được đăng tải trên Internet, gần đây hồ chứa nước Đường Vương ở biên giới An Huy và Hồ Nam đã bị vỡ đê, dòng nước chảy xiết dâng lên sóng lớn. Người dân địa phương giúp người già trẻ nhỏ chạy đến nơi có địa hình cao hơn. Một số đã chấp nhận rủi ro khi bỏ tiền của vượt biên qua Việt Nam hòng tìm cho mình một công việc và tránh trú, nhưng phần lớn bị các chiến sĩ bộ đội biên phòng của ta chặn lại cho cách ly tập trung. Hôm nay, một đoạn video đăng tải trên Weibo cho thấy đám đông di chuyển chỗ có địa hình cao hơn trên đại lộ xuất hiện dòng người kéo dài. Hầu hết mọi người đi bộ và một số người đi xe đạp hoặc lái xe, trong đó có những chiếc xe chở đoàn người ở phía sau. Người quay phim giải thích bằng tiếng địa phương rằng hồ chứa nước Đường Vương và nhà máy điện bị sập, mọi người đều chạy lên sườn núi, bên này bị ngập lụt hết. Một số cư dân mạng đã chuyển tiếp video trên Twitter ở nước ngoài kèm theo bản dịch hoàn chỉnh và bình luận trong video. Khi đoạn video được đăng tải trên Weibo, một số cư dân mạng yêu cầu các cư dân mạng biết tiếng Hồ Nam giúp dịch tiếng địa phương trong video. Ngoài ra, có một đoạn video cận cảnh về trận lụt được cho là bờ kè của hồ chứa Đường Vương ở An Huy.
Bức ảnh cho thấy dòng nước chảy xiết lao xuống từ ngọn núi sau khi gặp tòa nhà. Nó đã gây ra một làn sóng lớn. Người quay video thỉnh thoảng kêu lên kinh ngạc. Đoạn video cho thấy do cơn lũ ập tới bất ngờ nên người dân địa phương có thể không kịp sơ tán trước. Theo thông tin công khai, có một hồ chứa nước Đường Vương ở huyện Bình Đường, tỉnh An Huy, nằm ở giữa huyện Nam Giang thuộc tỉnh Hà Nam và tỉnh An Huy. Tin tức về hồ chứa nước Đường Vương bị sập vẫn chưa được truyền thông Trung Quốc thông báo, hiện tại vẫn chưa thể xác định tính xác thực của tin tức. Vào ngày hôm qua, các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích dẫn một thông báo mới tại Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng trên toàn quốc có 48 con sông có mực nước đã vượt qua mức cảnh báo, lưu lượng sông Châu Giang và một số nơi đã xảy ra lũ. Tuy nhiên, theo tin tức lan truyền trên Internet, 11 tỉnh bao gồm Hồ Nam, An Huy, Quảng Đông, Giang Tây, Phúc Kiến đã bị lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí nhiều thành phố bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Các kênh truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói chung về con số thảm họa, nhưng không có thông tin chi tiết về trận lụt. Các chương trình TV, trang web và trang báo chính thức vẫn lấy video về cuộc chiến của Nga và Ukraine sao tít một hơi làm chủ đạo, khiến cư dân mạng Trung Quốc thở dài và không biết họ sống ở Trung Quốc hay một nước nào khác. Thưa quý vị, trước đó vào ngày hôm kia, trên trang nhất của China Morning Post đăng tải cho biết, tỉnh trưởng tỉnh Hồ Nam, ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tối ngày hôm qua sau khi mực nước tăng mạnh đã khiến hai con đập bị vỡ và khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Ít nhất 10.000 người đã phải sơ tán trong đại dịch virus vẫn đang hoành hành, khiến cho tình cảnh của người dân nơi đây trở nên khó khăn hơn. Các quan chức thành phố Hàm Dương, Thiệu Dương và Tân Đàm đã cảnh báo người dân rằng đập thủy điện dọc theo sông Dương Tử đã bị vỡ vào lúc 17:45 chiều qua theo giờ địa phương và đập Lạc Dương cũng gặp vấn đề tương tự vào lúc 18:50 cùng ngày. Kể từ đầu tuần, các cơn bão đã tăng lượng mưa lên khiến nước dâng thêm 20cm và gây ra sự cố tràn đập, gây lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử. Các đập khác còn lại thuộc hạ lưu sông Trường Giang hiện đều có lượng nước cao và đang theo dõi kỹ lưỡng. Tỉnh trưởng Hồ Nam cho biết, trước đó chính quyền đã nắm được nhiều hư hại của những con đập trong một khoảng thời gian và cam kết sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho sự thiệt hại mô tả là khủng khiếp này. Một quan chức thành phố Chu Châu cho biết thêm, mực nước lũ được dự kiến sẽ cao hơn 1,5m so với một trận lũ lớn vào năm 1986. Theo ông Đỗ Gia Hào, bí thư Hồ Nam cho hay, trận lũ hiện tại được dự đoán là lũ 1.000 năm xảy ra một lần. Theo Cục Khảo sát Địa chất Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đánh giá, thuật ngữ lũ 1.000 năm ám chỉ rằng hiện tượng này chỉ có tỷ lệ 0,02%, tương đương 1 trên 1.000 khả năng xảy ra trong một năm nhất định. Trận lụt năm 1986 là lụt 100 năm mới gặp một lần, còn tình hình hiện tại được đoán là lũ 1.000 năm, ông Hào nói. Ủy ban phòng chống lũ lụt và thiên tai quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi mọi người sống gần hạ lưu sông Dương Tử tìm nơi cao hơn để sơ tán sau hiện tượng mà họ mô tả là thảm họa vỡ đập kinh hoàng. Ở đập Bàn Kiều trước đó đã khiến 200.000 người chết. Được biết, Hồ Nam đã huy động 300 thành viên của lực lượng công binh Hồ Nam vào hôm qua để hỗ trợ sơ tán người dân và xử lý các vấn đề khẩn cấp. Thị trấn Cát Châu có khoảng 83.000 dân, chính quyền cũng đã thiết lập những mái ấm tạm thời cho người di tản. Trận lũ xảy ra vào thời điểm Hồ Nam cũng đang phải căng mình chống dịch COVID-19. Tỉnh này có hơn 53.000 ca bệnh và hơn 700 người thiệt mạng vì dịch. Tại các vùng lân cận, mưa lớn đã cuốn trôi tuyến đường sắt, vô hiệu hóa mạng lưới đường bộ, khiến một sân vận động thành hồ bơi. Ở Vũ Hán, cơ quan quản lý đường sắt ngưng hoạt động 17 tiếng, tổng cộng 45 tuyến đường trong thành phố bị ngập lụt và xe hơi không thể đi lại. Tuy nhiên, con đường đến sân bay quốc tế Thiên Hà của thành phố được mở lại sau khi bị phong tỏa một ngày. Trước đó, tại tỉnh An Huy, một số điểm du lịch ở huyện Kim Trại thuộc thành phố Lục An bị đóng cửa do lở đất và sụt lún đường xá. Chính quyền địa phương đã giải cứu nhiều du khách bị mắc kẹt. Các trận mưa xối xả khiến cho nhà chức trách nâng cao cảnh báo lũ lụt quốc gia lên cấp 3. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và An Huy. Thiệt hại kinh tế trước mắt vào khoảng 850 triệu đô la Mỹ. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 8, thậm chí sang đến tận tháng 9 trên khu vực miền Nam, Tây Nam Trung Quốc. Giang Huy Sinh, phó kỹ sư trưởng của Văn phòng Kiểm soát lũ Hồ Bắc cho biết, chính quyền đang rất rối ren về tình hình lũ lụt ở các khu vực thuộc sông Dương Tử và Vũ Hán. Cộng đồng mạng quốc tế đã có nhiều bình luận trái chiều khác nhau về vấn đề này. Đại đa số các Facebooker đều hả hê về những gì Trung Quốc đang phải gánh chịu. Họ cho rằng đấy là những gì quả báo mà ông trời mẹ thiên nhiên đã dọn sẵn bản tiệc mưa lũ thiên tai dành riêng cho Trung Quốc. Số đông còn lại thì cho rằng người dân vô tội Trung Quốc không đáng phải chịu hậu quả như vậy. Người phải chịu sự trừng trị ở đây là Tập Cận Bình và bè lũ của ông ta.
Thưa quý vị, Trung Quốc ngày nay thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Nhiều năm qua Trung Quốc tích trữ nước làm cho dòng chảy trên các con sông bờ Việt Nam bị hạn hán. Nay thời gian đã trả lời cho chúng ta, gieo gió thì gặp bão. Bắc Kinh muốn gì được nấy, muốn nước có nước, muốn biển có ngày sẽ có biển. Tình trạng rối loạn thời tiết hiện nay có công đóng góp lớn từ cái lòng tham bá chủ và vô đáy của Trung Quốc. Ông cha ta đã nói rõ, vua chúa ác thất đức thì dân lãnh đủ, thiên tai lũ lụt triền miên, sông băng thủy kiệt chính là bởi vì lãnh đạo Trung Quốc quá tàn ác nên thiên tai hoành hành. Vậy mà còn muốn thôn tính nước Việt Nam ta, chắc chắn những thiên tai như thế này sẽ không dừng lại ở đây, mẹ thiên nhiên sẽ tiếp tục giáng nhiều đòn chí tử nữa xuống đất nước của họ. Hôm nay là người dân lương thiện và vô tội thì chắc chắn ngày mai không ai khác chính là những tên xoái lang, mặt người tinh thú ở Bắc Kinh bao gồm lão già Tập Cận Bình sẽ đến lượt. Và thông tin trên đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.